Mến chào cả nhà. Lời nói đầu tiên cho Lai gửi lời chào cô chú anh chị và các bạn đồng nghiệp, một lời chào thân thương nhất nha. Bữa nay Lai sẽ tiếp tục đi thăm bãi Sóc nha cả nhà. Đây cho cả nhà xem đồ nghề của Lai nha. Một cái lồng xi cua, chuối, túi lưới, chân quay, không có gì hết nha cả nhà. Rồi chừng nào tới cái bãi đầu tiên Lai sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Sắp sửa tới cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Cái bẫy này là mình đặt cái bẫy chồn nha cả nhà, chồn heo á. Đây cả nhà xem nè, nó bươi lỗ nhóc hết trơn nha cả nhà. Mình đặt cái bẫy đâu mình quên rồi ta. Ủa nó mất tiêu rồi cả nhà. Để mình kiếm cả nhà để coi cái nó ở đâu rồi. Rồi đây đây cả nhà ơi. Đây đây chung rồi đây. Chưa sập nha cả nhà. Còn nguyên. Chuối. Tiếp tục cái thứ hai mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục cái thứ hai nha cả nhà. Hy vọng là có dính con gì cũng thơm cho cả nhà xem cho đã mắt nha cả nhà. Rồi 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 rồi, hình như sập rồi cả nhà ơi. Coi dính con gì nha cả nhà. Trống lỏng vậy ta. Rồi 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 rồi, sập rồi cả nhà ơi. Vô 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 vô. Rồi rồi rồi, đó này cả nhà, nó cả nhà ơi, vô mánh nè cả nhà. Đây 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 đây, con này hơi nhỏ nè cả nhà. Vô 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 đã. Đó, thấy đã không cả nhà? Con này cá ký nha. Hết biết rồi. Gần nhà ta không dám la nha cả nhà. Gần nhà ta không dám la nha. La làng lên là mình là chịu hết nổi luôn, cả nhà muốn la hết biết nha cả nhà. Quá mừng nha. Thấy chưa cả nhà? Chỉ tìm đến thịt thịt nha cả nhà, đã quá cả nhà ơi. Con này chắc ký ăn lên nha cả nhà. Con này hơi tơ nha cả nhà, quá đã cả nhà ơi. Để mình dựng chân quay mình bắt cho cả nhà xem nha cả nhà. Mình bắt ra cho cả nhà xem nha cả nhà. Cả nhà thấy không, bôi lỗ từ lưa hết trơn nha cả nhà. Lại đoán không sai là chắc ăn là chồn heo nha. Thấy nó dữ không cả nhà, cọc tay vô nó cắn cái là chết nha cả nhà. Quá đã cả nhà, quá mừng luôn nha cả nhà. Hết biết rồi, cho nó ra đấu lưới nha cả nhà. Con này trên ký nha cả nhà. Đây là cả nhà. Đó. Cái tiếp tục mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục trong đây mình có con cái nha cả nhà. Tùm quá cả nhà, thông cảm cho mình nha cả nhà. Cây cối quá trời tùm à. Mình đặt có 5 cái bẫy chồn rồi cả nhà, mình không, bởi vì mình hồi nãy mình không dám giới thiệu cho cả nhà thăm, nói thăm bẫy chồn. Biết 5 cái có dính không cả nhà? Hy vọng có hàng nữa nha cả nhà.
rồi sập nữa rồi cả nhà ơi, sập nữa rồi cả nhà ơi. Còn dính con gì mà chống lỏng trời. Coi con gì ta. Rồi. Con chuột cả nhà ơi. Chuột nhum cả nhà ơi. Chuột nhum. Đây. Đây này cả nhà. Nó ngồi trong này này cả nhà, nó. Chuột cũng nhum vô trước nha cả nhà. Trời ơi, chuột cũng nhum khổng lồ nha cả nhà. Hết biết con chuột. Con này có khoảng 7 lạng nha cả nhà. Im gu luôn. Con này vô lâu rồi nha cả nhà. Bị mình đặt bữa nay hai bữa mới thăm cả nhà. Chuối mình bỏ vô đây là ba trái rồi, có khi bỏ hai trái nha, cái lòng bự bỏ ba trái nha cả nhà cho nó ăn no luôn nha. Nó không ấy nha cả nhà. Để mình đặt bỏ mồi ít quá cái đầu nó vô nó chết nha cả nhà. Cái tiếp tục mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Điểm này mình còn hai cái nữa là hết bẫy chồn nha cả nhà. Bắt buộc đầu tới tiếp tục qua thăm bẫy thấp nha. Hy vọng dính con nữa nha cả nhà. Trong đây này nha cả nhà. Hình như sập nữa cả nhà ơi. Hình như sập nữa nha. Rồi sập nữa cả nhà ơi. Hy vọng dính nó nha cả nhà. Thấy nó bư rồi cả nhà, coi nè, bư nát cái chân luôn này nha. Nè. Bư lỗ này nha cả nhà. Đó. Hy vọng là dính nó nha cả nhà. Dính nó là thời tới cả không nổi nha cả nhà. Mừng lắm nha cả nhà. Rồi thấy rồi cả nhà ơi, thấy rồi cả nhà ơi. Nó cả nhà ơi. Vô. Con này quá khủng cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Cái lòng mình chà bá luôn nha. Đây nè. Con này quá khủng luôn nha cả nhà. Lòng dài chừng 6 tấc nha cả nhà. Bề ngang của mình nè. Đây nè cả nhà coi nè. Nè bề ngang của mình nè. 2 tấc 2 luôn nha cả nhà. Lưới lỗ 2 phân nha cả nhà. Vô. Gung hết trơn nha cả nhà. Con này quá trời ơi. Trời con này cả cái tư nha cả nhà. Quá vô rồi. Trúng rồi. Thời tới cá ăn nổi thì cả nhà ơi. Gung hết trơn. Quá đã nha cả nhà. Là cặp cái hàng gà của người ta này nha cả nhà. Kiềm chế không được ra đạn luôn nha cả nhà. Thấy chưa cả nhà. Quá không cả nhà. Đặt có 5 cái lồng bữa nay trúng nha cả nhà. Còn một cái cuối nữa nha. Quá vô cả nhà ơi, mừng quá cả nhà ơi. Mình dựng máy qua cho mình bắt cho cả nhà xem nha cả nhà. Này cả nhà. Cả nhà coi nè. Nó bươi nát cái chân nha cả nhà. Mình quá chắc là trồng heo nha cả nhà. Không sai nha. Quá đã cả nhà ơi. Mình dựng cái máy quay lên bắt cho cả nhà xem cả nhà. Cả nhà thông cảm với mình hơi. Mấy cái cảnh này hơi lâu chút nha nha. Mừng quá cho cả nhà xem á. Hơi lâu nha cả nhà. Thông cảm với mình nha. Đầu mình dựng máy mình bắt cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhìn nè cả nhà. Lòng mình nè. 1 2. Lòng mình dài 5 tấc nha cả nhà. 5 tấc luôn. Câu gì nè cả nhà. Hết biết con trồng chưa cả nhà. Vô mánh cả nhà ơi. Đã quá rồi cả nhà ơi. Đầu bắt đầu tiếp tục mình sẽ bắt găng cả nhà. Rung tay luôn cả nhà. Vô. Đúng là hên nha cả nhà. Thời tới cản không nổi nha. Hết biết rồi. Nó la mình che nó bớt nha cả nhà.
đây là cả nhà, ngon lành nha cả nhà. Giờ tới cái bãi tiếp theo mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục luôn nha cả nhà, cái này là cái cuối của năm cái bãi trồng nha cả nhà, hy vọng là có nữa không. Đâu rồi? Ủa đâu rồi ta? Hình như sập không ta? Sập nữa rồi cả nhà ơi, sập nữa rồi cả nhà ơi. Còn dính con gì ta? Ủa? Trời ơi, hết biết thiệt chứ. Dính con chuột cả nhà ơi. Thôi thôi, cái bẫy lớn dính chuột gì nè cả nhà. Này gần nhà người ta nữa nha cả nhà, hết biết thiệt. Trời ơi, cái bẫy khổng lồ dính chuột gì nè cả nhà. Người ta kìa cả nhà, kìa đi kìa. Tới cái tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục tới cái bẫy đồ sóc đầu tiên của mình nha cả nhà. Cả nhà nhớ cái lỗ mà mình dẹp mình chui nè. Cái bẫy nó gọi dính con sóc nè cả nhà. Biết cái này dính gì đây? Quá nước cả nhà ơi. Giờ nước ghi nè cả nhà. Cái bờ nó ủng ủng luôn. Ủa? Đây không sập cái nhà ơi, hết mồi luôn cả nhà. Để mình lấy đồ thay vô cho cả nhà xem nha. Xem nè cả nhà, không còn mồi luôn, con gì vô ăn hết trơn nha cả nhà, không dính nha, còn cái lòng không nha cả nhà. Để mình bỏ mồi vô mình đặt lại, tới cái tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục luôn nha cả nhà, sắp sửa tới nha cả nhà. Quá trời bé cả nhà ơi, gò gò dính con gì rồi, con dính con gì rồi cả nhà ơi, hình như con chuột nữa rồi cả nhà ơi, rồi con chuột nữa cả nhà. Đây nè cả nhà, nó nhìn cái mặt đây nè cả nhà, hết biết thì chứ, chuột khổng lồ nha cả nhà. Để mình bỏ nó vô cái tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa nha cả nhà. Rồi rồi rồi, sạch nó rồi, sạch nó rồi. Ôi con chuột nữa cả nhà ơi. Cái này bữa hổm dính chuột khổng lồ nữa nè cả nhà. Bữa nay dính thêm con khổng lồ nữa nha. Mình bỏ nó vô cái tiếp tục mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Con chuột thì trên 2 lạng nha cả nhà. Con khủng khủng không à. Tiếp tục lần này mình có một cái nữa nha cả nhà. Em qua chung qua cái nhà. Dưới cổ. Ê ê ê ê ê ê ê, có hàng có hàng. Sóc 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 cả nhà, sóc cả nhà. Kìa kìa kìa, thấy rồi cả nhà. Thấy rồi, thấy rồi. Cái chỗ này cả nhà nhớ không? Chỗ này là chạy bích chạch mình gọi bố hổm đó cả nhà. Mình quay bố hổm đó. Cái này bộ hổm dính dính chiến nào cũng dính chuột nha cả nhà. Bữa nay dính sóc nha. Vô 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 vô. Đúng thời tới cản nổi cả nhà ơi. Ngon đã quá cả nhà. Để mình gỡ xuống cho cả nhà xem cả nhà. Nước gì nè cả nhà. Cái điều. Gần gần tới luôn quần luôn nha cả nhà. Sao nước lớn quá gì biết. Bộ hổm đặt càng khô queo luôn cả nhà. Càng ngày càng lớn. Cả nhà xem nè cả nhà. Đi đó. Quả đã không sóc lên cả nhà. Vô vô. Cái này vô rồi cả nhà ơi. Cái này vô nha. Vô. Quả đã cả nhà ơi. Sóc khổng lồ nha cả nhà. Nè. Để đèn cho đèn lại cho cả nhà coi xem cho kỹ nha. Nè cả nhà bị chạy đầu nha cả nhà. Nó vô nó dụi đó cả nhà. Cái đầu nó bị chạy chạy nè. Nè cả nhà. Quá đã nha cả nhà.
Ờ con sóc gì cái lồng nó nằm chiều dài là muốn bít luôn nha cả nhà. Cầm muốn cong cán luôn nè. Cả nhà thấy không? Cầm cái muốn cong cái cán luôn á. Hết biết rồi cả nhà. Đã chưa cả nhà? Cái kế tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Để mảng này đi. Đặt lại. Kế tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây mình có một cái cả nhà. Cái này hồi rồi mà cây cò đó nó bị sập không dính đó cả nhà. Sảy á, hên bên ai coi có dính không em. Ngày hôm qua không có nước dữ gì đâu nha cả nhà, bữa nay nước ở này nè. Trời ơi, ngang luôn quần luôn nha. Quá trời cả nhà ơi. Đúng á. Nước dữ dằn thiệt. Rồi, bữa nay không dính luôn cả nhà ơi. Nó sảy nó nhát luôn nha cả nhà. Để vô cho cả nhà xem. Còn mồi nguyên cả nhà. Nó sảy nó nhát luôn nha cả nhà. Hy vọng lần sau sẽ dính nó nha cả nhà. Sớm muộn cũng phải dính nó thôi. Cái kế tiếp mình sẽ quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây mình có cái nha cả nhà. Rồi hình như không dính nữa cả nhà ơi. Thôi rồi cái này mới bước vô tới đây là sập thấy lú càng, bữa nay chưa thấy lú càng nha cả nhà. Chắc không dính nữa quá. Quá trời dây rối nha cả nhà. Ôi trời. Ôi còn mồi luôn cả nhà ơi. Còn mồi nha cả nhà. Ở đây sốc dữ lắm nha cả nhà. Mà sao nó không dính không biết. Tiếp tục mình sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa nha cả nhà. Cái điện hôm qua nó cạn queo nè cả nhà. Bữa nay nó ngập tới mé luôn. Lội ướt hết bên mảy nha cả nhà. Ôm điện thoại lên luôn nha. Sợ ướt nha cả nhà. Hết biết thiệt. Lội qua cái đìa khủng khiếp nha cả nhà. Trong này mình có con cái này nha cả nhà. Rồi không sạch nữa cả nhà ơi. Ủa ăn hết mồi mà không dính ta. Kỳ vậy. Thôi ăn hết trơn mồi nữa mà không dính nha cả nhà. Ăn cách nào mà hay thiệt nha cả nhà. Cả nhà xem nè. Vô đây để bước là sập cá bập cái là hết chạy nha cả nhà. Hay thiệt chứ. Lỗ lưới khoan hai gì mà sao nó lấy mồi nó ăn được ta. Sóc nó hay lắm nha cả nhà. Có khi nó đi ở trên mặt lòng nó không đi dưới nha cả nhà. Cái kế tiếp mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây chào cả nhà. Cả nhà ơi bây giờ cái clip bữa nay cả nhà dài quá đi. Cho like phân ra làm hai đoạn nha cả nhà. Để cho cả nhà xem đỡ nhàm chán nha. Giờ cho cả nhà xem thành quả nha cả nhà. Đây. Hai con trộn nha cả nhà. Con này có khoảng cỡ khoảng chắc 1 ký 3 đến 1 ký 4 nha cả nhà. Con này có khoảng 1 ký đến 1 ký 1 nha cả nhà. Đó, hai con. Hai con luôn. Con chuột cũng nhum này ngắn nữa nha cả nhà. Rồi tới mình lấy con sóc ra cho cả nhà xem. Đây con sóc nè cả nhà. Dưới ba con chuột. Nãy mình lội ngang mương đó cả nhà. Không biết cái điện thoại nó bị ướt hư không nữa. Bây giờ cho đây kết thúc phần 1 tại đây nha cả nhà. Hẹn lại cả nhà phần 2 5 giờ chiều ngày mai. Chào cả nhà.